Hello, xin chào mọi người, là Zoe đây. Và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái con chuột Glorious Model D2 Pro mà mình được gửi đến từ một bên agency mà có làm việc với lại công ty Glorious. Cho nên là cảm ơn team rất là nhiều vì đã gửi cho mình cái sản phẩm này để mà mình làm review. Và cũng như là do mình yêu cầu cái sản phẩm này cho nên là mới gửi cho mình. Đối với là một cái người try hard thì mình thấy nó rất là phù hợp với mình luôn. Wow! Và với cái cảm nhận đầu tiên của mình á, thì mình thấy là với nó gọi là pro á các bạn. Tại vì so với lại cái con D2 á, thì mình thấy là nó rất là tốt luôn. Nó không có một cái gì để chơi hết và mình cầm vào tay nó rất là tốt. Còn về cái chất lượng hoàn thiện á, thì mình thấy là đối với lại Glorious á, thì có thể là này có thể là nọ. Nhưng mà về tổng á, thì mình thấy là trên cái con D2 Pro này của mình á nha, thì nó rất là cứng cáp luôn, nó không có bị một cái vấn đề gì hết. Cho nên là một cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt luôn. Và tiếp theo đó là cái phần mà lớp phủ, thì mình cảm giác như là trên cái con này cũng có một cái lớp phủ các bạn. Cũng có một cái lớp phủ so với lại là những cái con chuột mà kiểu nhựa nhám bình thường á, nhựa trơn á, thì trên con này nó cũng có một cái kiểu dạng lớp phủ mà nó nhẹ nhẹ thôi. Và nó cho các bạn một cái độ bám khá là tốt á. Cho nên là mình cũng không có vấn đề gì hết về cái lớp phủ cho cái con mà D2 Pro này. Và mình cảm thấy là mình grip tay rất là tốt. Và cộng thêm cái dáng chuột của nó nữa thì mình thấy là kiểu cầm vào tay nó khá là dính á. Còn về cái dáng chuột á thì khác cái con Model D2 nha, thì cái con này á nó lại mang một cái dáng của Model D Pro hơn. Và mình thấy là mình cũng khá là thích cái dáng này. So với là cái việc mà kiểu mình thích cái con D2 Wireless ở cái chỗ là cái phần hõm của nút này, nhưng mà sau khi qua con này thì mình lại thích nó ở cái chỗ là nó không có lỗ và cảm giác như là cầm nó được kiểu khá là hợp tay á. Tại vì cái kích thước của nó cũng không có quá lớn, cho nên là mình thấy là khá là ổn đối với cái bàn tay của mình để mà mình cầm claw như thế này hoặc là relax claw như thế này để mà mình bắn game. Và mình thấy là cái dáng chuột này nó sẽ rất là phù hợp dành cho các bạn nào mà kiểu cầm palm như thế này luôn nè. Tại vì cái nói chung là cầm palm mình thấy nó khá là thích thú trên cái con chuột này á, cho nên là cái dáng này mình thấy là nó lại khá là phù hợp với mình. Mặc dù mình á là không phải là một cái người mà rất là thích những cái con chuột công thái học nha, mình chỉ thích nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là có xài cũng được, không có xài cũng được, nhưng mà đối với cái con này thì mình lại kiểu cho nó một cái gì đó đặc biệt á. Tại vì so với lại một cái con mà EC1 đi thì mình cầm không được, thì nó quá to. Và so với lại một cái con mà Stormbreaker thì nó hợp lý á, nhưng mà kiểu cái phần mà grip của nó, cái phần mà bám của nó, kiểu cái bàn tay của mình bám nó thì nó không được tốt. Cho nên là mình thấy là cái con này nó lại là hợp lý nhất đối với mình. Và kiểu hồi trước giờ các bạn có thể thấy là mình chơi game mình hay than là những cái con chuột không phải học nó không kiểu mình bắn chớ quá, thì với cái con này mình cảm thấy là nó rất là tốt luôn và không có vấn đề gì thêm. Còn về cái trọng lượng thì bây giờ nó đã là 62 gram, thì mình thấy với cái trọng lượng này với là một cái con chuột mà mang một cái kích thước trung bình tới to như thế này á, thì mình thấy là rất là phù hợp luôn. Và cảm giác là khi mà các bạn cầm trong tay á, nó khá là rỗng và nó khá là nhẹ, cho nên là về trọng lượng á thì mình thấy rất là thích. Bởi vậy cho nên là mình mới yêu cầu á là cho mình xin một cái con D2 Pro đi. Yeah, và nó đây. Cho nên là về cái cân bằng trọng lượng á thì mình thấy là khá là ổn định và mình không có bị vấn đề gì về flick hoặc là kiểu micro control hết, cho nên là thấy cũng khá là ổn á. Còn về cảm giác bấm và lăn á thì với cái bộ switch đó là Resha Optical, như là trên những cái con chuột mà xài switch khác home run á, thì mình thấy là bộ switch này mình cảm giác là bấm khá là thích. Kiểu mình đã có nhiều cái trải nghiệm qua những cái con chuột mà có switch bấm mà Resha như thế này rồi, và trên cái con này thì mình thấy là rất là thích luôn. Tại vì nó nảy, nó nhẹ nhàng, nó không bị slam click nha, và nó cho mình đủ cái feedback trên cái ngón tay của mình. Kiểu các bạn bấm vô các bạn thấy nó bực trên cái đầu ngón tay á, thì mình thấy là cái con này nó đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu mình cần. Nhưng mà đối với cái con này nha, thì cái phần pre-travel á nó hơi dư một miếng á. Tức là mình cảm giác là nó kiểu nó chưa có được chính xác lắm, nhưng mà khi mà tập trung vào game á thì mình cũng không có cảm nhận được đâu. Cho nên là mình thấy là cái cảm giác bấm này nó khá là ổn. Còn về cái phần mà cái nút home á thì mình thấy là nó được đặt ở một cái vị trí mà khá là cao so với cái ngón tay của mình. Thì mình đã gắn nút home vào cái phần mà kiểu zoom scope á, nên là khi các bạn nhìn nè, khi mà mình với á nó đâu có tới đâu, so với lại những cái con chuột khác mình với đâu tới đâu, mình phải vuốt cái ngón tay mình lên để mà mình chỉnh, hoặc là mình bẻ cái ngón tay mình như thế này để mà mình bật scope lên, zoom scope lên. Cho nên là mình thấy là nó khá là cao đối với mình. Hoặc là họ có thể là làm cái phần nút này nó bự hơn một xíu thì nó là sẽ là phù hợp hơn. Nhưng mà đối với mình nghĩ nha, là maybe là do ngón tay mình nhỏ quá, thì những cái người mà có một cái bàn tay to hơn và có một cái ngón cái bự hơn nữa thì có thể bấm cái kiểu giống như thế này, lắc lên như thế này. Nhưng mà đối với mình thì mình khá là khó, cho nên là trên cái con này thì khi mà mình chơi trên cái con này thì mình cũng ít bắn ốp lại. Cảm giác lăn thì mình thấy là rõ nứt và mượt mà, cho nên là mình cũng không có bị một cái vấn đề gì về cái con lăn này hết.
cái nút con lăn thì khá là nặng, cho nên là không có phù hợp lắm dành cho những cái bạn nào mà hay làm thiết kế rồi nha. Phía đó thì mình đã phải gỡ phía stock ra và mình dán obsidian đó vô, tại vì mình thấy là nó trên cái con mà Memoria Pro này thì nó khá là gì, cho nên là mình không có thích cái cảm giác đó. Và khi mà gắn obsidian vô thì mình thấy là yeah nó lướt, chung là mình thấy là cũng khá là tốt á. Còn về fit stock thì nói chung là nếu các bạn thấy mà cái cảm giác fit nó không phù hợp thì các bạn cứ tạo cho mình một cái bộ mà đó như thế này, các bạn dán banh sát những cái con chuột khác luôn. Thì còn về mắt độc thì hiện tại đã sử dụng là 3395 và có 4K luôn, và mình xin được cái con Pro 4K, cho nên là mình cảm thấy là rất là vui mừng khi mà mình cũng có một cái con chuột 4K, mình cũng có một cái con Glorious Model D2 4K các thứ đó các bạn. Thì với cái kiểu cái hiệu năng 4K của nó thì mình thấy là rất là tốt luôn, tại vì mình chơi mình thấy rất là ít bị chập chờn á, cho nên là mình cũng không có vấn đề gì về cái 4K của cái con chuột này hết. Thật sự cái 4K của nó hoạt động nó rất là trơn tru luôn, và mình nói chung là so với lại là những cái mà lần đầu họ release á, xong rồi bị những cái vấn đề về 4K á, thì tới thời điểm hiện tại update firmware các thứ rồi á, thì mình thấy là nó không có bị một cái vấn đề hết, nó hoạt động như là một cái con chuột high polling rate bình thường, nên là mình thấy là hiệu năng rất là tốt luôn. Còn về pin á thì cộng với lại cái 4K á, thì mình thấy là mình chơi trên cái con này được khá là lâu, tại vì tới bây giờ, tới thời điểm hiện tại mình nhận cái con chuột này về thì mình vẫn chưa phải sạc luôn. Và mình thấy là nếu mình đã xài 4K xuyên suốt lâu đến như vậy mà cái cục pin nó vẫn còn trụ được, thì mình thấy là cái thời lượng pin của nó khá là ổn á các bạn, cho nên là nó sẽ đảm bảo cho các bạn là chơi được lâu á. Về tổng kết á thì đây là một cái con chuột mà có thể nói là ngon nhất đến từ Glorious luôn. Đối với mình thì mình thấy là đây là một cái sản phẩm mà như là chef kiss kiểu nó thật sự rất là ngon á, và mình cũng không có bị một cái vấn đề gì trên cái con này hết, và kiểu cái dáng của nó cũng lại hợp với mình nữa, và cái chất lượng hoàn thiện của nó thì nói chung á là nó cũng rất là tốt rồi á, cho nên là mình thấy là đây là cái sản phẩm mà kiểu cực kỳ thích đến từ Glorious luôn. Sau cái con mà One Pro á, nếu mà nó ra gọi là Two Pro á thì thật sự mình rất là thích nó, và nhưng mà với cái con này thì tại thời điểm hiện tại mình rất là thích nó với cái dáng chuột như thế này, và những cái mà cảm giác mà nó mang lại như là cảm giác bấm, xong rồi cái lớp phủ, xong rồi cái mắt độc của nó hoạt động trơn tru á, thì mình thấy rất là thích luôn. Thì đây là cái video mà mình review cái con chuột Glorious Model D2 Pro mà mình được gửi đến từ agency, cho nên là cảm ơn các bạn agency rất là nhiều vì đã gửi cho mình cái con chuột này. Cũng như là nếu mà các bạn muốn mua cái con chuột này thì các bạn có thể tìm nó trên mạng, tại vì mình thấy là ít người nhập cái con mà Model D2 Pro này về lắm, cho nên là nếu mà những cái gì mà mình review nó hợp với bạn thì mình thấy là các bạn nên mua. Còn về 8K thì 8K cắm dây thì cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay, like, share, subscribe, còn nếu các bạn muốn xem những video khác thì các bạn có thể bấm vào đây hoặc là đây thì bye bye.